Thiết bị y tế Quỳnh Gia xin chào mọi người. Hôm nay thiết bị y tế Quỳnh Gia sẽ giới thiệu đến mọi người một máy sông khí dung đến từ thương hiệu của Ankato, có model là TL400, được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản. Thì máy khí dung sẽ được sử dụng trong điều trị các bệnh như là hen suyễn, COPD và các bệnh đường hô hấp khác, trong đó cần dùng thuốc dạng phun khí dung. Thì bộ sản phẩm máy sông khí dung Ankato TL400 bao gồm một thân máy, một bộ phụ kiện đi kèm bao gồm một mát khí dung người lớn, một mát khí dung trẻ em, một cốc đựng thuốc, một ống sông họng và một ống sông mũi. Kèm theo đó là dây ống khí. Kèm theo máy là một tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và bộ lọc thay thế. Thì sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng. Thì đầu tiên để sử dụng được máy thì chúng ta kết nối nguồn điện với máy. Sau đó thì mình dùng cái dây ống khí này ghim vào cái đầu phun. Và cái đầu dây còn lại thì mình kết nối với ống thuốc ở đây. Đây. Sau khi đã kết nối xong thì mình sẽ bỏ thuốc vào cái cốc đựng thuốc này. Và tùy theo cái mục đích sử dụng của mình, nếu như mình sử dụng mát á, thì mình kết nối giữa cái mát này với cái cốc thuốc để phun khí dung. Ngoài ra thì chúng ta còn có ống sông họng và cả ống sông mũi cũng tương tự, mình kết nối với cốc đựng thuốc ở đây. Thì sau khi đã kết nối á, thì mình chỉ cần bật máy lên và bắt đầu phun thôi. Thì ở đây là cái chỗ mà để lọc. Nếu sau một thời gian mà chúng ta sử dụng á, thì chúng ta nên vệ sinh cái màng lọc này. Đây. Cái màng lọc này á, thì nếu như xài lâu ngày nó bị dơ á, thì mình vệ sinh, sau đó mình giặt khô và tái sử dụng. Thì trong quá trình mà mình giặt cái này á, thì mình sẽ có cái những cái miếng lọc thay thế. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hy vọng rằng những chia sẻ trên có thể giúp mọi người lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất.